Tôi Quy Tự Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi Lăng Bạc Quận 9 và tiếp tục một ngày mới thì một buổi trưa đầy mưa gió và bão. Hiện tại trời cũng đang mưa lấp bấp đó. Và đi đến đây rất là xa xôi. Và để tiếp tục tại là đó. Thì nơi Lăng Bạc Quận 9 này đã cho vào hiện tại miền Nam này. Bài 19 đấy thì A Tiên Tài đếm trở lại cổ chính để đổi mặt là cổ chính và tiếp tục một ngày mới này thì sự linh thiêng của ngày hôm nay đó sẽ ra sao và đi bên tiền tài như thế nào cũng như nơi cổ chính này sẽ linh thiêng như thế nào. Rồi thì ngày hôm nay là ngày 27 tháng 10 đấy của ngày Tây. Thì A Tiền Tài để ủng hộ tỷ lệ trên màn hình hoặc nhắn tin đều có để mà ủng hộ tỷ lệ. Thì sự linh thiêng ở đây rất là ơn ngọc. Tôi sẽ tiến vào bên trong này. Cây này là hoa đây này. Đấy, hoa này, quá trời hoa. Rồi, một buổi trưa thì tôi đang có mặt tại này đó. Và đi đến đây tiếp tục một mới nơi làm cổ chính này rất là tiền tài thì tiền tài đếm tỷ lệ cổ chính ở đây đó thì đã cho về tiền tài 39 đấy. Thì ngày hôm nay cũng không có gì để mà tôi lại đọc rất tạm tiếc ở đây. Và buổi trưa này sẽ là sao? Tại nơi làm bạc cổ chính này thì tôi sẽ lên hương. Có gì cũng vậy để thắp nhang lên. Một niên hương, niên nhạc, niên khói. Một buổi trưa thành công rực rỡ. Rồi, thì tôi sẽ lên hương tiếp theo. Đó, thì đã cho về tiền tài 39 ở miền Nam này. Thì A Tiền Tài đem tên là cổ chính này. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục tại là có gì cũng lấy. Thì hôm nay chúc đồ đạc này rất tạm thiết ở đây. Rất là tạm thiết đó. Hiện tại ở phía ngoài đang gió lên. Đang gió lên đùng đùng ở phía ngoài.
Rồi, để cho về tiền tài nhưng không thấy ai để ở nơi cuộc chiến này. Đó. Thì ai để lại thì trên màn hình hoặc ghi những tiền dù có để mà tài lệ cũng như để tự mua chút bánh trái, sữa hoặc tiền dân bạc để mà tài lệ. Đó. Để rồi mất nợ của chính. Điều đó tôi không biết được điều đó. Và sự linh thiêng đã hiển hiện nên đến tiền tài rất là quá trời. Ngày hôm nay chị cũng không có gì, cũng chúc đồ đạc này để mà tạ lại. Thì ai mà tạ lại ở đây đều có công đức của mình rất là lớn. Mỗi ngày thì mỗi khác, nó không phải là một ngày nào cũng như thế. Mỗi ngày thì sự tạ lại nó khác nhau. Và để mà hiển linh một buổi trưa này của ngày 27 tháng 10 thì tôi đang linh hương. Rồi ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi nơi lăng vật của chính này. Và tháng này là tháng động rồi. Đó, gió mây rất là nói dây ghê. Mới nói là thì gió đang đùng đùng kiểu đến. Tôi đang thắp hương và lên hương. Rồi thì tôi đang lên hương để mình tiếp tục tại lễ. Đó. Thì hôm nay tại lễ cũng rất là thảm thiết. Chụp bánh tay sữa. Đây là quy công đức này. Đấy. Thì trời hôm nay đang mưa này, mù trời mù đất hết này, bão. Rồi thì tôi cũng đã thắp hương lên, đã xong rồi. Và tôi sẽ không quá tài lệ. Đó. Thì ngày mai có gì cũng lấy thôi. Thì ai tài lệ thì mua nhiều nhiều. Cũng không có thì miếng nhang, miếng dây, miếng bánh thôi. Thì để sự linh thiêng hiển hiện một buổi trưa thành công rực rỡ ngày 27 tháng 10 thì nơi lăng vật cổ chính này, tại nơi núi rừng ở đây, đây là một, cũng là một ngôi ngọn núi đây, rất cao. Đây là túi này. Ở phía là biển. Rồi, thì tôi đang đứng trước trước chánh điện này để mà tờ khấn vái tại đây để tại à, tiền tài ở đây để mà tờ lại để rồi mắc nợ của chính ở đây. Thì tôi không biết được điều đó. Và ngày hôm nay sẽ ra sao, cô chính có nhập sắc hay không, tôi không chưa biết được. Và để mà tiếp tục một ngày mới rực rỡ tiền tài thành công may mắn điềm đến và sự linh thiêng hiển hiện xuất kỳ dồi dào tiền tài rực rỡ may mắn, thì ai có tài ở đây đều sức khỏe may mắn tiền tài điềm đến. Rồi thì sự linh thiêng hiển hiện như thế này và một buổi trưa thành công. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay tôi tiếp tục tờ lại chút nhỏ nhỏ này của ít lòng nhiều để chia về các ngài
các bà ở đây, cô 9, cô 2, cô 3, cô 4, cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9 đã ngự tại này. Và đất đai duyên đặt thành vàng bổn sứ, một bạch mã thái giám, hoàng trạm quốc lý và thượng tước đất đai, huyên trứng đạo lộ, cây cào bóng mát. Thì tại nơi núi rừng, thần núi. Và ở đây, cô 9 đã ngự tại này, phù hộ độ trì, sự linh thiền, tiền tài rực rỡ, may mắn, điểm đến. Đó. Rồi thì ai tiền tài đếm tại đây, cô 9 ở đây, thì điều được may mắn, tiền tài, thành công, sức khỏe hiệu dạo. Và sự linh thiêng hiển nghị một buổi trưa thành công may mắn thì trứng này sẽ đương lệnh và xin kéo thành công. Nam mô Đà Phật. Rồi thì tôi sẽ xin kéo đây. Qua sự hiển hiện một buổi trưa này, trứng này sẽ đứng lên lúc nào, đó là thành công rực rỡ hiển định. Và bắt đầu thì ở đây trứng này sẽ đứng lên là hiển linh lúc đó, tiền tài điểm đến không không. Không một. Không hai. Không ba. Vẫn chưa đứng ở đây. Không bốn. Không năm. Không sáu. Không bảy. Không tám. Vẫn chưa đứng ở đây. Không chín. Số mười. Số mười thì vẫn chưa đứng ở đây. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Quốc được kêu ở phía ngoài đó. Hiện tại quốc được kêu ở phía ngoài đây. 15. Nghe lập bập xúc thôi. 16. 17. 17. Phòng chưa đứng ở đây. 17 rồi, vẫn chưa đứng. Thì cô chính và các chị ở đây, ai không ở đây, ai
có tiền tài ai hứa đây để mà tờ đây 18 19 phận nghệ liên tục 20 lại nghệ đâu rồi. Hai mươi mốt hai mươi hai vẫn nghệ đâu rồi. Hai mươi ba hai mươi bốn lại nghe đây lại nghe nữa rồi. Hai mươi lăm ở phía ngoài thì gió đang đục đục lên kêu đến đây. Thì ở đây 25 này thì ngọn đèn này sôi sôi sáng, gần mực thì đèn, gần đèn thì sôi sáng hiển linh thì cổ chính phủ đổ đổ trị. 26 27 lập bập đấy. Và 28 rồi thì trứng này đứng nguyên hình nguyên bóng 28 28 và 82 đó 228. Thì sự linh thiêng đã hiển hiện thì cô chính đã phù hộ độ trị sự linh thiêng ở đây để đứng tại nơi này lọc bụi sau miền Nam miền Trung miền Bắc để ai có tiền tài ở đây thì tài là cô chính này và đã hiển lên ở đây đó để rồi mặc nợ cô chính. Và sự linh thiêng đã hiển hiện một buổi trưa thành công không cái gì thành công cái ấy tiền tài thì có tài rực rỡ điểm đến và tôi sẽ đốt tiền những bạn này đó đã đứng nguyên hình nguyên bóng ngày này 28 và 82 đây 228 này rồi đây thì một buổi trưa này đã hiển linh tại nơi làm việc của chính này sự linh thiêng điểm đến tiền tài thì anh hiện tại để mặt lại của chính để rồi mặt lại của chính ở đây và sự linh thiêng đã hiện diện và các chị này đã cho thứ này để đứng lên đó
Rồi thì một buổi trưa đã xin chào thành công. Thì hiện tại để mà tài liệu của chính ở đây. Và trứng này đã đứng liên hình như bóng vẫn còn đứng liền đó. Và sự linh thiêng đã hiển hiện tiền tài may mắn lộc bụi của miền Nam miền Trung miền Bắc. Thì 2882 đấy và đã đứng vẫn còn liên hình liên bóng ở đây. Đấy. Thì ai có thiên tài ủng hộ để trên màn hình hoặc chỉ nhân tin dù có để mình tài liệu của chính hoặc vào Zalo đó.